Hello, xin chào mọi người. Không còn xa lạ gì nữa, thì hôm nay video này em sẽ hướng dẫn mọi người cách để kết bạn với danh sách thành viên nhóm bất kỳ. Thì cũng sẽ có những bước cơ bản sau đây. Đầu tiên là mọi người bật phần mềm và sử dụng cái tài khoản mà mọi người cần để kết bạn. Thì hôm nay em sẽ lựa chọn cái tài khoản này để demo cho mọi người xem. Đó, ok, xong bước 1. Bước thứ hai là mình sẽ lấy ID của nhóm, cần lấy danh sách thành viên. Thì em sẽ lấy Facebook, chọn một nhóm bất kỳ. Thì em sẽ xem một cái nhóm là nhóm kinh doanh chẳng hạn đi. Kinh doanh. Ok, ví dụ em sẽ lấy một cái nhóm 16 thành viên này đi. Ok, có hai cách để mình lấy ID. Một đó, là đối với những group nào mà nó là hiện ID sẵn thì mình chỉ cần copy mình phát vào thôi. Còn đối với những group mà người ta đổi cái ID này thành username thì mọi người có thể truy cập cái địa chỉ này id.atvsoftware.com.vn. Mọi người chỉ cần copy cái đường link dán vào thì hệ thống này sẽ nó chuyển đổi sang cái ID. Việc còn lại thì chỉ cần copy ID. Ok, đã hoàn thành sau bước 2. Tiến hành sau bước 3, tức là copy ID và paste vào mục lấy danh sách thành viên. Thì ở trong mục này mọi người có thể dễ dàng nhìn thấy. Ok, ở mục này, ở mục tìm kiếm này, mọi người có thể thấy là lấy danh sách thành viên. Cái ID lúc này đã copy thì mình người paste vào đây, tức là dán vào, sau đó nó được quét. Thì chờ một chút thì phần mềm nó sẽ quét xong cái lượng thành viên nhóm này. Ok, việc còn lại là chỉ cần bấm kết bạn và chờ phần mềm chạy là đã xong 4 bước để kết bạn với danh sách thành viên nhóm bất kỳ. À, có một lưu ý nhỏ ở đây là nếu mà cái tệp này quá nhiều thì mọi người có thể dùng chia file. Thì một video sau thì em sẽ hướng dẫn cái phần mềm chia file này. Ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi video này.